Trước tiên xin cảm ơn Hội Hô hấp Việt Nam đã mời tôi đến để giới thiệu cái chủ đề vai trò của chụp cắt lớp vi tính dựng hình cây phế quản và nội soi ảo trong chẩn đoán bệnh lý về khí phế quản. Về nội dung thì trong bài này tôi có ba cái phần chính. Một là giới thiệu kỹ thuật nội soi ảo dựng hình cây khí phế quản. Thứ hai là nhắc qua một số các điểm giải phẫu về cây khí phế quản. Và ba là các cái vai trò nội soi ảo và dựng hình trong các cái thực hành, trong đó bao gồm các cái chuẩn đoán bệnh lý về hẹp khí phế quản, các cái phát hiện thay đổi giải phẫu cũng như dị tật khí phế quản, để phát hiện các cái dị vật và định hướng nội soi và sinh thiết và các cái vai một số các vai trò trong các theo dõi điều trị. Thì các lớp vi tính nội soi ảo và dựng hình cây khí phế quản là một kỹ thuật xử lý tạo hình phân giải cao của cây khí phế quản và cho phép nhìn từ bên trong khí phế quản cũng như là nội soi của cây khí phế quản, đồng thời là dựng hình quan sát được thành cũng như là bên ngoài của khí phế quản. Về kỹ thuật thì đã được triển khai từ những năm 1990, nhưng mà những tiến bộ gần đây từ khi mà ra đời các hệ thống máy cắt lớp vi tính đa lát cũng cho thấy là cái vai trò ứng dụng trong lâm sàng. Về mặt kỹ thuật thì đây là hình ảnh chất lượng cao của phổi và đường dẫn khí và đòi hỏi quy trình chụp và tái tạo hết sức là cẩn thận. Về quy trình chụp cắt lớp vi tính thì thông thường thì chúng ta không được sử dụng thuốc cảm quang. Còn việc mà sử dụng các cái thuốc cảm quang thì tùy thuộc theo các chỉ lâm sàng, đặc biệt là tìm các nguyên nhân liên quan các mạch máu hoặc là những cái bệnh lý mà liên quan đến ung thư, và cái hướng dẫn mà sinh thiết thì trong trường chúng ta muốn đánh giá những mạch máu đi kèm hoặc những mạch máu bên trong. Còn đa số trường hợp chúng ta không cần tiêm thuốc và tìm kiếm các cái hình hẹp bên trong cũng như bên ngoài. Về việc tối ưu hóa về kỹ thuật, hiện nay thì chúng ta sử dụng trên cái máy từ 64 dãy trở lên thì rất là tốt, với cái độ dày tái tạo nó 0.65 đến 0.75 mm, và khoảng cách mỗi cái lát tái tạo đấy nó khoảng từ 0.3 đến 0.5 mm. Cái khoảng cách tái tạo này càng dày thì chúng ta thấy các cái ảnh chúng ta thu được nó càng liên tiếp nhau, chúng ta tái tạo thì đỡ các cái nhiễu ảnh do các cái khoảng cách giữa các lát cắt tái tạo. Về các cái thông số kilovolt khoảng 120 kilovolt, với cái thông số mass 200, thì các cái chế độ tái tạo thì chúng ta có thể tái tạo trên các cái mô mềm khác nhau, hoặc là các cái phân giải về các cái đường bờ, chúng ta tái tạo xem các cái cấu trúc của đường bờ. Và chúng ta có thể tái tạo từ 3 đến 50 mét để chúng ta đánh giá các cấu trúc phần mô cũng như phần khác của lồng ngực. Để trẻ em thì chúng ta có thể giảm nhiều nhiễu xạ xuống còn 25 đến 50 mA. Và thông thường thì chúng ta chụp được các cái chỉ hít vào, và khi chúng ta đánh giá thêm các cái chụp các chỉ thở ra thì để đánh giá thêm các cái phần nhuyễn khí phế quản cũng như là các cái nghi ngờ các cái bất thường stent đường thở cũng như là các cái bệnh khí, thì chúng ta có thể chụp thêm các cái chỉ thở ra. Và các cái hình ảnh tái tạo chúng ta tái tạo trên đa mặt phẳng, tái tạo trên cái hướng mid, cái độ phân giải cường độ tối đa, cũng như là tái tạo trên hình ảnh 3D cũng như bề mặt. Về một số các lưu ý phân tích cái kỹ thuật hình ảnh thì khi chúng ta đánh giá thì chúng ta nên đánh giá theo các cái hướng đồng bộ, các cái hướng ngang, hướng đứng ngang, hướng đứng dọc trên cái tái tạo MBI và kết hợp với độ soi ảo để tăng cái độ chính xác cũng như là giá trị chẩn đoán. Đánh giá tái tạo thể tích bề mặt và chúng ta nên để chọn các cái ngưỡng phù hợp. Cái ngưỡng đây là cái cửa sổ để đánh giá đường khí đoạn gần cũng như là đoạn xa và để giảm thiểu các cái nhiễu ảnh. Các cái ngưỡng mà để chúng ta xem các cái cây phế quản trung tâm thì chúng ta lên được ngưỡng từ -400 Hg đến -600 Hg. Còn cái ngưỡng mà từ -750 Hg thì chúng ta để xem các cái nhánh phế quản đoạn xa. Thì đây là một số các cái ngưỡng mà chúng ta lưu ý chúng ta phân tích hình ảnh. Việc thay đổi các cái ngưỡng này thì liên quan đến đánh giá, đặc biệt là liên quan đến đo kích thước. Ở đây ví dụ như là cái tái tạo của cái cây phế quản thì chúng ta thấy là chúng ta vẫn là quan sát cái hình ảnh của khí quản, chúng ta đặt các ngưỡng khác nhau thì chúng ta đo cái chiều đường kính của khí quản thì nó sẽ có thể sai lệch, nó liên quan đến chọn các cái kích cỡ, ví dụ như là stent hoặc là các cái vật liệu khác thì chúng ta thấy là nó sẽ bị ảnh hưởng và đánh giá nó không được chính xác. Thì đây là cùng một cái đánh giá khí quản nhưng mà cái ngưỡng đặt khác nhau thì một cái chiều đo 1.76 cm, một chiều đo 1.42 cũng là các ngưỡng khác nhau trên cùng một đoạn. Về đặc điểm giải phẫu bình thường của cây khí phế quản thì cái này thì chúng ta đã biết rõ, cái khí quản chúng ta có hai đoạn cổ và đoạn ngực.
thì cái đoạn phía dưới tách ra là hai cái phế quản gốc phải và trái, và cái hình thái của khí quản thì nó có phần sụn hình chữ C và phần sau là phần màng. Ở phía dưới thì sau khi chia là hai cái phế quản gốc phải và trái thì tạo chia là tiếp theo các cái nhánh phế quản thùy, rồi thì những vật phân thùy và hạ phân thùy, và chia làm các cái tiếp theo đi vào trong nhu mô phổi. Và các cái hướng của các cái phế quản này ấy, thì tùy theo các cái lỗ hướng khác nhau. Thì ví dụ như là bên phải thì cái hướng của phế quản thùy trên thì lỗ hướng ra sau, còn phế quản thùy giữa thì hướng ra trước, còn phế quản thùy dưới thì lỗ hướng theo trục xuống dưới. Thì còn với bên trái thì chúng ta thấy là cái phế quản thùy trên thì tách ra thành hai cái lỗ xuất phát ở phía trên và phía dưới, của hai cái lỗ nhánh phế quản thùy sau trên và lỗ cho bốn nhánh của thùy đấy này ở phía dưới. Thì đây là các cái phân chia và các cái hướng của các cái cách của các cái phế quản theo các cái thùy cũng như là phân thùy. Thì đây là cái định hướng trong cái nội soi cũng như là cái nội soi ảo chúng ta đánh giá. Thì đây là cái hình ảnh của cái phế quản sau khi tách thành hai cái phế quản gốc phải và trái, trên là các cái phế quản thùy, bên phải có thùy trên, giữa và dưới, còn bên trái có thùy trên và dưới, và tiếp theo chia là các nhánh hạ phân thùy. Đây chúng ta thấy là tổng số là có 19 phân thùy và có 44 hạ phân thùy theo các quy ước đánh dấu từ B1 đến B10 cũng như là đánh dấu ABC của các nhánh hạ phân thùy. Thì khi mà chúng ta tái tạo 3D các lưu kính phổi và đường khí thì chúng ta sẽ bộc lộ được các cái giải phẫu bình thường của thùy phế quản và nhận định các cái thay đổi giải phẫu và phát hiện các cái đường khí tới phân cấp thứ 6 và thứ 7 sau khi chia nhánh. Và chúng ta có cái bản đồ 3D để giúp định hướng cũng như là hướng dẫn nội soi cũng như nội soi phế quản sinh thiết. Thì trong cái hệ thống trong phổi thì bao gồm có hệ thống phổi đường khí và cũng như là phần nhu mô. Đây là một cái hình ảnh mà cái nội soi ảo trên cái các lưu vi tính mà chúng ta đã tái tạo. Thì đây là cái hình ảnh chúng ta có thể quan sát thấy từ gần đến xa, thì đây là hình ảnh của khí quản. Đây là hình ảnh mà khí quản chia làm hai nhánh là khí quản phải và khí quản trái. Và tiếp theo khí quản chia làm nhánh từ trên và từ dưới, và đây là các nhánh khí quản ở phía dưới hạ phân thủy. Thì chúng ta thấy được các lỗ xuất phát đường ra, thì chúng ta có thể đối chiếu lại trên cái hình ảnh của các cái tái tạo các cái mặt phẳng khác MBI. Đây là cái hình ảnh nội soi ảo mà chúng ta quan sát thấy được cái nhánh phế quản của cái thùy bên trái. Thì đây là cái hình ảnh tái tạo 3D của cái cây khí quản phế quản phải trái và các cái nhánh phế quản thùy cũng như là hạ phân thùy. Ở đây cái bên trái chúng ta thấy là các nhánh phế quản của thùy trên, chúng ta thấy có cái nhánh chung của cái B1 B2. Thì đây là chúng ta thấy nội soi ảo, chúng ta thấy đây là cái nhánh tách ra lỗ của cái nhánh hạ phân thùy B1 B2. Ở đây là nhánh B3, thì ta thấy là cái lỗ xuất phát B3, còn đây cái B4 B5 chúng ta thấy các lỗ xuất phát. Đây chúng ta nhìn từ đoạn gần đến đoạn xa, chúng ta thấy lỗ xuất phát chia nhánh của các phế quản. Và khi chúng ta đánh giá thì chúng ta lưu ý là cái nội soi ảo thì chúng ta sẽ đánh giá trên xem đồng thời trên các cái mặt phẳng khác, mặt phẳng ngang, mặt phẳng đứng ngang và mặt phẳng đứng dọc. Thì như vậy chúng ta sẽ định vị theo cái con trỏ, chúng ta định vị thì chúng ta sẽ biết được là các nhánh phế quản này sẽ đi theo các cái hướng, các hạ phân thùy như thế nào, chúng ta nhìn trên hình ảnh soi. Thì khi chúng ta phân tích hình ảnh thì ngoài việc chúng ta tái tạo 3D, chúng ta tái tạo hình ảnh soi ảo, chúng ta sẽ phân tích hình ảnh đồng thời trên các hướng tái tạo đa mặt phẳng để chúng ta quan sát thấy các cái đường đi của các cái hình ảnh soi ảo đi thì các cái nhánh thủy sẽ đánh giá rất là chính xác. Và đây là cái hình ảnh so sánh giữa cái nội soi ảo với lại cái hình ảnh mà nội soi ống mềm. Chúng ta thấy là cái hình ảnh hình ảnh của khí quản ra đấy là hoàn toàn là tương đồng trên những ảnh giữa nội soi ảo đối với nội soi này. Cái vai trò của các lớp vi tính nội soi ảo và dựng cây phế quản trong một số các bệnh lý, chúng ta sẽ đi lần lượt các cái ứng dụng trong chẩn đoán các hẹp khí phế quản, nguyên nhân có thể hẹp từ trên thành bên trong cũng như bên ngoài, các cái nguyên nhân có thể lành tính hoặc là ác tính. Thứ hai là các cái thay đổi giải phẫu cũng như là dị tật bẩm sinh của cây khí phế quản chúng ta đánh giá được. Thứ ba là phát hiện các dị vật trong bên trong thì kết quả là định hướng dẫn nội soi cũng như là nội soi can thiệp và đánh giá trước và sau can thiệp cũng như là để theo dõi sau điều trị. Đầu tiên là cái ứng dụng trong cái đánh giá cái hẹp khí phế quản, thì mục đích là phát hiện các cái hẹp thì chúng ta xác định là cái đường kính của cái đoạn hẹp, chiều dài đoạn hẹp là trên đường kính trên và đường kính dưới, thì chúng ta tái tạo trên các cái mặt phẳng đa mặt phẳng cũng như là trên cái diện tích thì sẽ đánh giá được các mức này rất là chính xác. Và chúng ta xác định được nguyên nhân hẹp, nguyên nhân ở trên thành hoặc là phía ngoài,
chèn ép vào. Và trong cái nguyên nhân hẹp khí quản hiện nay ấy, thì đa số là do chấn thương sau đặt mở khí quản, các yếu tố thuận lợi của cái sau đặt hoặc là mở khí quản gây ra hẹp, nó là độ cao rạch qua nhiều sụn nhẫn, và kích thước của nội khí quản không phù hợp, vân vân, liên quan tới cái hạ sâm. Một số nguyên nhân khác do u hoặc chấn thương hoặc là khí quản, thì phân loại cái hẹp thì chúng ta thấy là hẹp do tổn thương ở trên thành nó xùi vào trong. Thứ hai, loại hai tức là ở phía bên ngoài chèn ép vào trong làm cho cái khí quản bị hẹp. Hẹp do biến dạng và xoắn trục là tiếp 3, và hẹp do co kéo xẹp thì đây là cái loại mà do sau khi đặt nội khí quản đây là hay chiếm ưu thế. Thì mức độ hẹp thì theo phân loại quy tắc của Cotton thì chúng ta thấy là các cái mức độ hẹp thì hai cái chia là các cái độ thì nó hơi khác nhau một chút, tuy nhiên tự trung nặng chúng ta thấy là nếu theo Cotton đấy thì cái độ 1 nó chiếm từ 0 đến 50%, cái độ 2 từ 51 đến 70%, cái độ 3 thì 71 đến 90%, và cái độ 4 là trên 90%, gần như là kết quả quả. Thì còn cái phân loại của quy tắc thì cái độ chia nhỏ hơn. Về giá trị so sánh giữa cái nội soi ảo với lại cái nội soi thường quy thì sai lệch giữa hai phương pháp thì theo các tác giả, một số tác giả thì là dưới 10%, và cái sự tương quan giữa hai phương pháp thì thấy là cái độ tương quan rất là chặt chẽ, và cái việc chẩn đoán chính xác hẹp đường cửa trên đối với nội soi ảo là 98%, và khi chúng ta chẩn đoán bằng các cái ảnh gốc trên đường đứng ngang là 96%, và chúng ta tái tạo trên cái mặt phẳng khác, ví dụ như đứng ngang đứng dọc, thì cái giá trị chẩn đoán cũng rất là cao. Để xác định nguyên nhân hẹp cái khí phế quản, đặc biệt ở trẻ em, thì chúng ta có thể tìm các cái có rất là có giá trị trong chẩn đoán nguyên nhân do bất thường về mạch máu, và cũng như là các cái bất thường đường dẫn khí mà sau ghép phổi. Thì đây là một cái kết quả mà đánh giá cái giá trị của cái chụp cắt lưu vi tính cũng như nội soi ảo trong cái đánh giá các cái hẹp, đặc biệt là do chấn thương, thì thấy là độ nhận và độ chính xác của cái phương pháp chụp cắt lưu vi tính là rất cao. Thì đây là một cái hình ảnh ví dụ, thấy là trên hình ảnh cái hướng ngang ảnh gốc cũng như là đứng ngang, và đây hình ảnh tái tạo của cái khí phế quản cái hẹp ở đoạn trên, và đây hình ảnh nội soi ảo thấy là cái đoạn hẹp. Thì đây là một cái ví dụ bệnh nhân nam 39 tuổi, khó thở và sau khi đặt nội khí quản là 2 tháng, thì đây là trên hình ảnh tái tạo ba mặt phẳng hướng ngang, hướng đứng ngang và hướng đứng dọc. Chúng ta có thể quan sát thấy đây là cái hình khí quản đoạn trên, chúng ta thấy là cái đoạn này nó hẹp, và cái mức độ hẹp đây nó khoảng 90% của đường kính hẹp cần thiết. Còn đây hình ảnh tái tạo trên hình ảnh 3D, chúng ta thấy là cái đây là cái đoạn khí quản phía trên và khí quản phía dưới, và đây là cái đoạn hẹp, nó hẹp là hai bên con lồi vào trong. Còn đây hình ảnh trên độ xoay ảo, ta thấy là cái đoạn hẹp rồi khít, cái đường đấy còn rất là nhỏ đi xuyên qua. Còn đây là hình đối chiếu trên nội soi, chúng ta thấy là cái vị trí của đoạn hẹp khít đối soi, tức nội soi rất là tương đồng giữa hai phương pháp nội soi ảo với lại cái nội soi qua ống mềm. Đây một cái trường hợp khác, bệnh nhân này bị chấn thương khí quản do cái đâm xuyên, và trên hình ảnh cắt ngang và hình ảnh đứng ngang, chúng ta thấy là cái vị trí của cái khí quản hẹp và thành nó dày không đều, nó bị sẹo và co kéo trên cái đoạn nó không đều. Đây hình ảnh cái tạo 3D, cái bờ nó không đều, nhăm nhở trên cái đoạn dài. Ở đây hình ảnh nội soi ảo, chúng ta thấy cái hình nó bờ nó không đều, cái phần nó sẹo nó lồi vào trong cái phần khí quản đây, tương ứng như trên là hình ảnh 2D cũng như là hình ảnh tái tạo đứng ngang trên cái nội soi ảo, chúng ta quan sát thấy rõ là cái hình ảnh hẹp nó hơi lệch tâm so với cái đường trục của khí quản. Các vai trò của thăm khám cắt lưu vi tính dựng hình cũng như nội soi ảo trong chẩn đoán ung thư phế quản thì thấy là cái tỷ lệ mà độ nhạy phát hiện bất thường của nội soi ảo thì chiếm trên 80% với đặc biệt 100%, và cái độ nhạy phát hiện tắc nghẽn của cắt lưu vi tính với nội soi ảo 100%. Và cái lợi thế của cái nội soi ảo ở đây ấy, thì nó hơn so với phương pháp nội soi qua ống mềm, tức là nhất là trong trường hợp mà cái hình ảnh nó gây ra hẹp khít mà chúng ta không thể nội soi ống mềm mà chúng ta qua được cái vị trí hẹp khít, thì cái nội soi ảo đây chúng ta có thể quan sát thấy được phía sau hẹp và cái vị trí của đường dẫn khí nhỏ, thì đây là một cái lợi thế của cái nội soi ảo, chúng ta quan sát thấy được hẹp khít sau cái đoạn hẹp hoặc là tắc hoàn toàn cũng như là đoạn chính xác. Thì cái giá trị trong phát hiện cũng như là phân giai đoạn cũng như là trong quá trình theo dõi. Thì đây là một cái trường hợp bệnh nhân 52 tuổi,
chẩn đoán là có cái u phế quản xâm lấn của cái thùy giữa phổi bên phải. Nó thấy là cái gần như là tắc hoàn toàn của cái phế quản bên phải trên đứng ngang, trên đường đứng ngang, nó thấy về cái phần phế quản thùy giữa tắc hoàn toàn. Thì đây trên cái ảnh nội soi ảo nó thấy đây là cái hình nồi của khối bờ rất là nham nhở không đều, mà tính chất của một khối u tính chất là ác tính, lấp đầy bên trong của cái phế quản thùy giữa. Còn đây là hình ảnh khá là tương đồng giữa cái ảnh nội soi ống mềm, đây là cái khối trên cái ảnh nội soi ống mềm với lại cái trên nội soi ảo, và đây là phần khối của khối u đấy. Tương tự như vậy thì phần bờ rất là nham nhở giống như sút lông. Đây cái vị trí mà cái nó tắc bên trong cái khí quản mà chúng ta nhìn trên nội soi ảo, chúng ta nhìn một đoạn gần. Còn đây là cái hình ảnh zoom ở vị trí mà cái đoạn tắc, và đây là cái vị trí mà qua đoạn tắc thì đây là cái nhánh phế quản chia ở phía dưới. Còn đây là cái hình ảnh mà chúng ta nhìn từ xa quay trở lại về cái phía đầu xa của khối u, tức là nhìn từ xa về phía gần, thì đây là chúng ta thấy là phía bờ xa của khối u. Đây là hình ảnh zoom lại cái phần phía bờ xa của khối u. Còn đây là phía xa phía sau của khối u là cái quả phía sau. Thì như vậy cái nội soi ảo ở đây chúng ta do cái tái tạo trên cái hình ảnh, chúng ta có thể tái tạo từ phía gần đến phía xa, hoặc là chúng ta tái tạo ngược lại từ phía xa về phía gần. Chính vì thế thì chúng ta phải quan sát được hai mặt là mặt gần hoặc mặt xa của cái khối. Thì đây là một cái ưu thế của cái nội soi ảo, chúng ta quan sát thấy được, đặc biệt là trong trường tắc hoàn toàn chúng ta không thể qua cái nội soi ống mềm, mà đồng thời chúng ta thể quan sát thấy được hai mặt trước và mặt sau do cái tái tạo theo hướng xuôi chiều và ngược chiều, và chúng ta đánh giá được các cái phân xa. Thì đây là một trường hợp khác, bệnh nhân nam 23 tuổi, triệu chứng là khó thở. Trên hình ảnh chúng ta thấy là cái khối u u nhú lồi vào trong cái lòng khí quản đoạn trên, xuôi vào trong trên hình ảnh hướng ngang cũng như là hướng đứng ngang. Ở đây hình ảnh của xoay ảo chúng ta thấy là cái khối trên khí quản đấy rồi vào trong lòng khí quản. Còn đây là nội soi ống mềm, chúng ta đối chiếu hai bên như này nó hoàn toàn tương đồng. Bệnh nhân này nó gây ra hẹp khít của cái phế quản, chỉ 90% là phế quản. Bệnh nhân này được phẫu thuật và mổ ra thì phế quản giống bệnh như là cái u hoa thần kinh ngoại vi và chất ác tính liên quan bởi cái ứng dụng trong cái ứng dụng lâm sàng phát hiện các tổn thương ở bên trong lòng khí phế quản. Thì mặc dù một số các tổn thương ác tính như vừa chúng ta phân tích là lồi vào trong cái phế quản, thì các cái tổn thương ở bên trong thì trên nội soi ảo chúng ta giúp quan sát cái tổng thể các đường dẫn khí ở bên trong lòng, và như vậy chúng ta có thể phát hiện các tổn thương ở bên trong. Và cái độ nhạy và đặc hiệu phát hiện các tổn thương ở trong khí quản lần lượt là 68 đến 90% các trường hợp. Và khi chúng ta sử dụng các cái máy mà cái số dãy tăng lên, các cái máy 128, 256 dãy, thì đương nhiên là cái khả năng tái tạo trên cái độ dày lát cắt nó càng mỏng, thì chúng ta sẽ càng quan sát thấy được cái độ chính xác, giảm thiểu các nhiễu ảnh do tái tạo. Thì đây là một cái trường hợp chúng ta thấy trên cái cắt ngang, chúng ta vị trí của cái chạc ba khí phế quản, chúng ta thấy là cái G có cái hình nó hơi nổi khu trú, và đây hình ảnh tái tạo cái khí phế quản hình 3D, nó thấy là cái hình nó nổi khu trú trước trong của cái vị trí chạc ba cái G. Còn đây trên nội soi ảo chúng ta thấy là cái quan sát của cái phần đối tượng khí phế quản chúng ta thấy bờ không đều, nên là cái u nhú nhỏ vị trí ở chạc ba khí phế quản. Một cái trường hợp khác ở bên trong lòng khí quản bên nhánh khí quản ở trên trên hình ảnh đứng ngang, như thấy những khối lồi khu trú đấy, trên cái nội soi ảo chúng ta thấy là cái phần thùy dưới và đây những cái phần trên, tôi thấy nó lồi gần như là hẹp hoàn toàn của cái khít của cái phần trên, cái tổn thương ở bên trong cái quản trên bệnh nhân 63 tuổi có tính chất là điểm lâm sàng là ho mãn tính. Các cái trường hợp mà tổn thương ở bên trong thành của khí quản gây hẹp, các cái trường hợp với u hạch bệnh nhân 77 tuổi, thì đây trên ảnh ngang chúng ta thấy là cái phế quản bên phải, phế quản bên trái thành dày hẹp. Thì đây là cái ảnh cái cơ sở mô, ở đây cái ảnh của cái nội soi ảo chúng ta thấy là cái khí quản bên phải cũng là bên trái, chúng ta thấy là cái hình ảnh nó bị hẹp khít của cái khí quản bên trái trên ảnh nội soi ảo. Các cái trường hợp mà hẹp từ phía bên ngoài, đặc biệt là các cái khối u, các cái hạch nó xâm lấn chèn ép vào khí quản, thì chúng ta có thể quan sát thấy cái dấu hiệu gián tiếp từ phía ngoài đẩy vào. Thì đây trên ảnh đứng ngang ta thấy khí quản bên trái có cái khối hạch ở phía trước nó chèn ép vào. Đây trên hình ảnh tái tạo đứng ngang, còn đây là trên ảnh nội soi ảo chúng ta thấy là cái phế quản của cái thùy bên phải, đây thùy bên trái, còn đây là hình ảnh khối lồi
ở phía ngoài chèn ép vào trong cái khí quản, cái thành của khí quản của cái phía bên trái, nó thấy là cái như này làm cho cái hẹp của cái phần của cái khí quản bên trái. Ở đây một cái trường hợp khác nữa, chúng ta thấy là các cái khối di căn nó bao xung quanh của cái chakra ba của cái vùng khí phế quản, các cái chi nhánh của cái phế quản của bên phải, nó thấy là cái vị trí khối u nó bao xung quanh cái chi này tái tạo, nó thấy là cái đường của cái chi nhánh phân thủy của cái phế quản bên phải đây nó bị hẹp, đường kính nó nhỏ, nên là do khối u chèn ép nó bao xung quanh của cái phế quản thủy của cái phế quản. Các cái hẹp mà do các cái tổn thương chèn ép từ phía bên ngoài, đặc biệt ở trẻ em, thì có một số các nguyên nhân, đặc biệt do nguyên nhân mạch máu, các cái bất thường bẩm sinh, thì trên cái thăm khám các lưu vi tính mà chúng ta có chụp tiêm thuốc cũng như là tái tạo trên các mặt khác nhau và những soi đạo, chúng ta phát hiện được một số các cái bất thường do, ví dụ như là các cái chèn ép do cái động mạch chân tay đầu qua động mạch chủ đôi, hoặc là các động mạch ở dưới đòn xuất phát bất thường, hoặc là các chèn ép mạch máu của các cái nhánh phế quản bên phía bên trái do các bất thường đường đi. Thì đây là một cái trường hợp bệnh nhân thì một trẻ 4 tuổi có tiền sử phẫu thuật cố định cái phần là mạch chủ ra phía trước của cái thành ngực, khi mà có cái di tật bẩm sinh, thì cái sau qua quá trình theo dõi thì bệnh nhân vẫn có dấu hiệu của chèn ép của cái nhánh của cái khí quản bên trái do bất thường kẹp giữa cái động mạch cổ trái với lại cái động mạch chủ xuống. Thì đây là cái khí quản bên trái bị kẹp giữa cái nhánh của cái động mạch phổi cũng như là cái động mạch chủ xuống. Thì đây hình ảnh tái tạo trên cái đứng ngang, chúng ta thấy là cái khí quản đây bị hẹp, và đây hình ảnh kẹp giữa các cái động mạch phổi với động mạch xuống. Còn đây hình ảnh tái tạo khí quản, chúng ta thấy là cái nhánh khí quản từ bên trái đây nó bị hẹp sau khi một cái chỗ cốt xuất phát trên hình ảnh. Và đây là hình ảnh nội soi, còn đây là cái khí quản của cái thì bên phải đây bên trái đoạn xa, chúng ta nhìn từ phía xa thấy hẹp kít của cái nhánh khí quản thì bên trái. Các cái dị tật bẩm sinh thì một cái trẻ 2 tuổi bất thường bẩm sinh của phế quản chính bên trái, trên cái tái tạo chúng thấy là cái nhánh phế quản bên trái rất là nhỏ hẹp, trên hình ảnh tái tạo 3D chúng thấy là cái phế quản bên phải, còn đây là phế quản bên trái, và phía sau đấy chúng ta vẫn còn những hình khí như vậy, phía giữa đây chúng ta thấy gián đoạn. Thì đây chúng ta thấy là do cái bất thường bẩm sinh nó gây ra cái hẹp bẩm sinh của cái nhánh phế quản phía bên trái. Và đây trên hình ảnh tại soi ảo và thấy là cái nhánh khí quản của bên trái đoạn những hẹp khít và tắc hoàn toàn, khít ở bên trong khít hoàn toàn, đây đoạn phía sau của cái đoạn hẹp khít của cái nhánh khí quản phía bên trái. Trên hình ảnh các lớp vi tính cây khi khí quản được soi ảo, chúng ta sẽ dễ dàng phát hiện các cái thay đổi giải phẫu, ví dụ như là các túi thừa khí quản cũng như là khí quản phế quản, các cái bất thường bẩm sinh hoặc bóc phải liên quan đến các cái đường đi hoặc là các cái hình của các cái khí quản phụ. Thì những cái trường hợp mà phát hiện các cái túi thừa thì có thể bẩm sinh hoặc phải, thì chúng ta phải quan sát cái hình lồi ra ngoài thành khí quản và cái bên trong là tiểu, là cái tỷ lệ chiếm khoảng 1% các cái trường hợp của tử thi. Khi mà chúng ta phát hiện muộn thì các cái triệu chứng có thể tái phát, ví dụ như là ho, có thở, viêm thì khí quản tái phát. Đây là một cái trường hợp chúng ta thấy là trên hình ảnh cắt ngang của vùng phổi, chúng ta tái tạo cái tế khí phế quản trên hình ảnh ngang đứng ngang, thì đây là cái hình ảnh đồi cộng trên thành của cái khí quản. Trên cái tái tạo đứng ngang chúng ta thấy một cái hình nó lồi ra phía ngoài chữ khí đầu tiệt, thì đây là hình ảnh túi thừa của cái phần khí quản của bệnh nhân nam 5 tuổi có triệu chứng là đau ngực. Thì đây trên cái nội soi ảo chúng ta thấy đây là cái phần khí quản, còn đây là cái phần túi thừa, đây là cái hình túi bên trong, còn đây là phần đáy túi, chúng ta nội soi đi vào bên trong thì đây là chính là đáy túi phần tiệt, và đây là cái phần đáy của cái phần túi thừa, và đây là phần túi thừa chúng ta nhìn ra phía ngoài. Giờ chúng ta sẽ nhìn ra phía ngoài của cây khí quản, thì đây là phía ngoài. Thì trên hình ảnh nội soi chúng ta tái tạo người sẽ quan sát rất là rõ cái hình ảnh túi thừa cũng như là cái nội soi ở bên trong. Chúng ta có thể quan sát thấy những cái dị thường của cái khí quản đánh của cái phế quản, thì đây là cái trường hợp của cái phế quản phổi bên phải nó bất thường cho cái nhánh của cái thủy trên. Đây trên hình ảnh tái tạo đứng ngang, tái tạo
đa mặt phẳng, còn đây là cái hình ảnh tái tạo 3D với cái kỹ thuật trên. Đây là cái hình ảnh tái tạo 3D. Đây là hình ảnh xoay ảo, tôi thấy đây cái lỗ khí quản của cái nhánh của cái phần này, thì trên phổi bên phải trên cái tái tạo 3D cũng như là cái lỗ xoay ảo, đây quan sát được lỗ xuất phát cũng như là cái nhánh đi vào bên trong, nó vào trong phổi. Chúng ta có thể phát hiện các cái dị vật ở trong khí phế quản, với thường gặp ở trẻ em thì với bệnh cảnh lâm sàng là cái thở rít hoặc là các cái viêm tiểu phế quản tái phát, cái chẩn đoán dị vật có thể đạt được 59% cho các trường hợp trong vòng 24 giờ, và có thể chẩn đoán muộn dẫn tới các cái biến chứng ở nhiễm trùng hoặc là cái tắc nghẽn đường thở. Thì đối với một số các dị vật thì chúng ta chụp X-quang thì có thể phát hiện các cái dị vật, một số chiếm tỷ lệ khoảng 10% các cái dị vật thì có thể phát hiện một cái hình ảnh cận quang. Thì có thể trên X-quang có thể không có cận quang, chúng ta có thể thấy là bình thường trong 30% các trường hợp. Và trên các lớp vi tính tái tạo dựng hình chúng ta có thể phát hiện các dị vật, ví dụ như là các cái tắc nghẽn bên trong, nguyên nhân do các cái vật liệu liên quan đến plastic hoặc là thức ăn, với độ nhạy đặc hiệu trên 89%, và các dấu hiệu gián tiếp liên quan đến tăng thông khí, xẹp phổi hoặc là viêm nhiễm. Thì đây là một cái trường hợp chúng ta thấy là cái trên này cắt lớp vi tính cắt ngang phổi, chúng ta thấy một cái hình ảnh trong cái bên khí quản bên phải, cái cửa sổ nhu mô chúng ta thấy nó khá là bổ dục, nó hơi tăng trọng một chút, nó bờ rất là gọn, và hình ảnh tái tạo trên vi tính ngang chúng ta thấy là cái dị vật ở ngay gốc của cái phần phẳng. Thì đây hình ảnh của cái đây hình ảnh nội soi ạ. Thì đây cái ảnh phế quản gốc trái, rồi đây phế quản gốc phải, ngay phía sau chúng ta thấy cái hình nó chiếm bên trong, và đây hình ảnh tiến tới sát cái vị trí của cái dị vật, đây chúng ta hình ảnh dị vật nó hình bầu dục. Thì đây là cái hình ảnh bệnh nhân là chính là cái dị vật trên nội soi, nó là cái hạt hồng xiêm của bệnh nhân nữ 43 tuổi, nó do cái hít và cái sặc của cái hạt hồng xiêm trên hình ảnh nội soi à, cũng như là cái hình ảnh tái tạo cái phế quản chúng ta quan sát thấy được hình ảnh nó khá là tương đồng. Ở đây một cái trường hợp khác, bệnh nhân nam 37 tuổi có cái thở nông khò khè, tiền sử có cắt cái thùy trên do ung thư, và bệnh nhân có cái ung thư khác là cao bằng quang. Thì thêm cái hình ảnh các lưu vi tính thì chúng ta thấy một cái khối ở trong lòng của cái khí quản của cái bên phải nó khá là tròn, giới hạn rất là rõ, nó không dính vậy, nó không có cái liên tiếp ở trong cái thành, nó khá là tròn. Thì xác định nội soi và xác định đây là cái thức ăn nó bị hít sặc vào trong cái phần khí quản. Thì các cái trường hợp khác liên quan đánh giá sau khi mà điều trị đặt các cái stent do cái hẹp của khí quản, thì có thể quan sát thấy được cái vị trí của stent cũng như đầu stent cũng như là lồi của stent vào trong lòng khí quản, chúng ta tái tạo trên cái các cái mặt phẳng khác nhau cũng như đứng ngang, chúng ta thấy vị trí của cái stent sau vị trí mà chúng ta đặt cũng như là cái độ xoay ảo vị trí của cái đầu stent khi mà nó đâm vào trong các cái lồi vào trong cái phần khí quản, chúng ta quan sát thấy được di trú. Cái vai trò của cái soi ảo cũng như là cái dựng hình chúng ta hướng dẫn sinh thiết, trong hướng dẫn sinh thiết xuyên thành thì cái tỷ lệ thành công khi chúng ta hướng dẫn được soi thì đạt đến thế, khi mà đạt tới 5% các trường hợp mà đối với các hạch và khối u mà không nhìn thấy, và khi chúng ta có hỗ trợ thì cái tỷ lệ tăng cao rất nhiều, là trên 88%, là cao hơn so với việc sử dụng mà chúng ta không sử dụng soi. Là tiếp cận nó giúp ích cho tiếp cận các cái định hướng các góc trên cái nội soi ảo, cũng như là các xác định các hạch nhỏ, các tổn thương vị trí khó, cũng như là tiếp cận các cái tổn thương nhánh xa ngoại vi. Ngoài ra một số các ứng dụng lâm sàng khác, ví dụ như là xác định các cái giò khí thực quản, rồi thì các chấn thương bỏng, hoặc là các cái theo dõi trong quá trình sau đặt stent các cái chấn thương, thì đây một trường hợp sau khi đặt stent thì có cái tình trạng là hẹp sau cái đoạn đầu xa liên quan đến các cái phát triển các u hạch, thì trên cái độ soi ảo người có thể được và qua vị trí này nó thấy là cái nhánh của khí quản đặt xa, thì đây trên cái hình lồi khu trú liên quan các cái viêm đường hạch sau khi đặt xem. Cái một số các hạn chế của nội soi ảo khi khí quản đó là khi đánh giá hẹp thì đấy là những trường hợp có nhảy mủ máu bên trong, chúng ta khó xác định các cái bản chất các hẹp do niêm mạc khí phế quản và các cái đường khí phế quản phụ, thì phụ thuộc theo cái nhịp thở, thì nếu như là chúng ta khó đánh giá nếu chưa chỉ trên cái thì hít vào, và chúng ta không đánh giá trên cái thì thở ra, đặc biệt là đánh giá các cái nhiễm khí phế quản, và chúng ta sẽ không khó đánh giá được chức năng trên cái nội soi ảo. Thì trên cái nội soi bền chúng ta đánh giá được cái phần thêm phần chức năng cũng như các dây thanh bất động trong cái trường nội soi. Thì đây là cái trường hợp mà cái bề mặt trên nội soi ảo chúng ta không đánh giá được liên quan các cái bề mặt niêm mạc hạn chế. Thì tóm lại thì cái nội soi ảo thì không thể thay thế được cái nội soi
bóng mềm tuy nhiên ưu thế là những đánh giá không xâm lấn và cung cấp nhiều thông tin chẩn đoán, điều trị, theo dõi và tiên lượng và có thể sử dụng được một cách thường quy. Và chúng ta kết hợp với các linh kính tái tạo cũng như dựng hình trên da mặt phẳng để tăng giá trị chẩn đoán. Thì một số các cái hạn chế là khó đánh giá được niêm mạc cũng như một số các linh kính giả và dùng kính giả chúng ta cần lưu ý khắc phục trong đánh giá trên các mặt phẳng khác nhau chúng ta phối hợp. Xin trân trọng cảm ơn.